Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Mẹ ở ngã ba Trị An. Hồi xưa sơ bị cái chân bao lâu rồi? Bị cái chân thì lâu lắm rồi nhưng mà nó cũng đỡ rồi, sao nó lại bị lại? Cách đây 2 năm hả? Đó, rồi ngồi ráng rồi tới đó à đó rồi đứng dậy rồi tiếp lần nữa rồi rồi ngồi dậy ra rồi đứng dậy bắt đầu. Đó, bây giờ chỗ nào đau nhiều thì sơ chỉ. Chỗ này đau nhiều nhá. Đứng dậy. Đứng dậy đó, ngồi cũng được rồi. Đứng dậy. Rồi ngồi xuống. Thật là thoải mái. Đứng dậy. Ngồi xuống. Tự nhiên lên đi. Đứng dậy. Rồi. Bây giờ sơ thấy sao rồi? Đỡ rồi. Đỡ rồi. Hả? Bây giờ sao? Nó đỡ cứng hơn. Nó đỡ cái khoeo này nó nhẹ nhiều lắm. Cái chân thì nó, cái đầu gối thì nó đỡ đau. Đỡ đau rồi ha. Rồi tới đây, bây giờ sẽ... Rồi, co lên, được rồi, đứng dừng lại. Co mạnh lên. Rồi. Rồi, nữa, mạnh cao nữa. Rồi, ngon lành, nữa, mạnh lên. Rồi, ngồi xuống đi. Đứng dậy. Rồi, ngon lành chưa? Rồi, bây giờ thấy khác nhiều chưa? Khác nhiều. Vậy sao rồi? Khỏe. Đỡ. Đỡ hả? Đau mà cái chân nó nhẹ. Nó không còn cứng như trước nữa. Nó cứng mà đi thì nó cứ sơ cái chân, nó cứ bay ra. Rồi ok xong rồi. Đều gói hết rồi ha. Rồi, đi xuống đi. Mọi hôm là không lên cầu thang là cứ phải hai chân một bực rồi mới bước một chân khác xuống mới đi được. Nhưng mà hôm nay lên bình thường không có bám mà bước lên bình thường. Đi thoải mái đúng không? Đi bình thường xuống bình thường. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502. 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206. 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.